biến cố Đức Mẹ hiện ra tại tòa nhà Clearwater. Kính thưa quý vị và anh chị em, Clearwater là một thành phố nằm ở quận Pinellas, Florida, Hoa Kỳ, phía tây bắc của Tampa và St. Petersburg. Về phía tây của Clearwater là vịnh Mexico và về phía đông nam là vịnh Tampa. Thành phố có khoảng 108.000 dân. Clearwater là quận lỵ của quận Pinellas và là nơi đã xảy ra biến cố nhiều người cho là Đức Mẹ hiện ra và gọi đó là một phép lạ mùa Giáng sinh của Tampa. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1996, những vòng xoáy cầu vồng tạo thành một hình dạng quen thuộc của Đức Mẹ trên tấm kính bên ngoài của công ty Sermino Finance Corp. Hình ảnh Đức Mẹ hiện ra rõ nét ở đó, trải dài qua hai tầng của tòa nhà ở góc đường US 19 và Drew Street. Hình ảnh Đức Mẹ trên các tấm kính của tòa nhà Sermino Finance ở Clearwater đã thu hút rất đông người xem trước lễ Giáng sinh năm 1996. Những người qua đường đã lưu ý đến hiện tượng này và gọi ngay cho các đài truyền hình địa phương. Trong vòng vài giờ, hàng trăm người đã đổ về đây từ khắp vịnh Tampa. Đến nửa đêm, cảnh sát vẫn còn đếm được ít nhất 500 người trong đám đông. Làn sóng du khách xuất hiện, làm tắc nghẽn các con đường và bãi đậu xe gần đó. Trong những tuần tiếp theo, hơn 600.000 người đã đến để tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Họ mang theo hoa và nến, họ đã cầu nguyện, họ đã khóc, một cặp thậm chí đã kết hôn ngay ở đó. Nhiếp ảnh gia Scott Keeler, người tường trình biến cố này cho biết, chỉ trong vài ngày, mọi người bắt đầu dùng danh xưng Our Lady of Clearwater. Thành phố đã phải lắp đặt các nhà vệ sinh di động, trong khi cảnh sát tìm cách xua đuổi những người bán hàng bất hợp pháp, cố gắng bán hàng cho du khách. Một tiệm rửa xe gần đó treo bảng ngưng hoạt động để quay sang bán những chiếc áo thun có hình Đức Mẹ trên các tấm kính của tòa nhà, với giá cắt cổ là gần 10 Mỹ Kim. Hàng chục phóng viên truyền hình phát sóng từ bãi đậu xe, trong khi máy bay trực thăng đưa tin lao vung vút phía trên. Michael Grismanich, sở hữu chủ của tập đoàn tài chính Sermino, nói với tờ Times rằng các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đã cố gắng liên lạc với ông. Ông Frank Mudano, một kiến trúc sư làm việc cho công ty thiết kế tòa nhà này nói với tờ Times, thật kỳ lạ, tôi đã thiết kế các tòa nhà này 40 năm trước. Tôi tin rằng có một số sự can thiệp của thần thánh. Tháng 5 năm 1997, những kẻ phá hoại đã ném chất lỏng vào tấm kính để làm biến dạng khuôn mặt Đức Mẹ. Ngay ngày hôm sau, mưa bão dữ dội ập xuống thành phố liên tiếp trong nhiều ngày. Sau khi trời quang mây tạnh, hình ảnh Đức Mẹ đã trở lại huy hoàng như trước đây. Năm 2004, một thanh niên 18 tuổi bị tâm thần đã dùng súng cao su bắn vỡ cửa kính trên cùng. Sau khi cửa kính được phục hồi, hình ảnh Đức Mẹ lại hiện ra. Ngày nay, thỉnh thoảng hình ảnh Đức Mẹ vẫn tiếp tục hiện ra rõ nét như vào mùa Giáng sinh năm 1996. Công ty Sermino Finance Corp. Bốn người thiệt mạng, 159 người mất tích do sập chung cư. Đây là một đêm bi thảm. Các nhân viên cấp cứu hôm thứ Sáu đã nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát của một chung cư ở khu vực Miami bị sập một ngày trước đó, khi các quan chức nâng số người mất tích lên 159 người và xác nhận rằng bốn người đã chết. Thị trưởng Miami Dade LaDainya Levin Cava nói rằng 120 người đã được điều động và bất chấp những điều kiện nguy hiểm. Các đội cấp cứu vẫn vô cùng tích cực trong việc tìm kiếm những người sống sót giữa đống đổ nát. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và cấp cứu vì chúng tôi vẫn cố hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm thấy những người còn sống. Lực lượng cấp cứu đã nghe thấy âm thanh của những tiếng đập và những tiếng động khác trong đêm, nhưng vẫn chưa xác định được liệu chúng phát ra từ các mảnh vỡ rơi hay do người ta gây ra. Mỗi khi chúng tôi nghe thấy một âm thanh,
Chúng tôi tập trung vào khu vực đó. Chung cư Champion Tower South nằm ở Surfside, bị sập vào sáng sớm thứ Năm. Nó có hơn 130 căn, khoảng 80 căn là có người ở. Đoạn phim được camera an ninh gần đó ghi lại cho thấy toàn bộ một bên của tòa nhà đột nhiên bị nứt ra thành hai phần, lần lượt rơi xuống. Nguyên nhân khiến tòa nhà 40 năm tuổi này sụp đổ vẫn chưa được xác định ngay lập tức. Mặc dù các quan chức địa phương cho biết tòa tháp 12 tầng đang trải qua quá trình tái chứng nhận yêu cầu sửa chữa với một tòa nhà khác đang được xây dựng trên địa điểm liền kề. Theo một nghiên cứu năm 2020, các dữ liệu radar cho thấy phần đất bên dưới tòa nhà đã bị lún từ những năm 1990. Một trong những tác giả của nghiên cứu này nói rằng điều đó tự nó sẽ không khiến một tòa nhà sụp đổ, nhưng nó đáng để điều tra thêm. Cuối ngày thứ Năm, một cư dân đã đệ đơn khiếu kiện đầu tiên, nói rằng biến cố này có thể tránh được nếu ban quản lý chung cư sửa chữa những hạng mục cần thiết và bảo đảm an toàn. 4 người chết, 159 người chưa được xác định do sập chung cư. Cuộc hiện ra của vị thánh bảo trợ cho những ai mất của cải được giáo hội chính thức công nhận. Người Công giáo có thể biết Thánh Anton thành Padua như một giáo sĩ dòng Francisco, một tiến sĩ hội thánh và là vị thánh bảo trợ cho việc tìm kiếm những món đồ thất lạc. Nhưng chỉ có một người từng nhìn thấy Thánh Anton hiện ra trong một biến cố được giáo hội chính thức công nhận. Năm 1664, người thợ dệt Simon đến từ ngôi làng Radeznica nhỏ bé của Ba Lan, gặp Thánh Anton trong một lần hiện ra. Trong số những điều khác, vị thánh yêu cầu xây dựng một ngôi đền gần đó. Hơn ba thế kỷ sau, ngôi đền kỳ diệu đó vẫn tồn tại, và vào ngày lễ Thánh Anton ngày 13 tháng 6, những người hành hương cử hành một cuộc rước thánh thể. Mặc dù sinh ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha vào năm 1195, Thánh Anton đã chuyển đến Padua, Ý sau khi gia nhập dòng Francisco. Tuy nhiên, cuộc hiện ra của Ngài đã xảy ra ở một nước thứ ba là Ba Lan. Cha Theophil Zaniak, bề trên tỉnh dòng anh em nhỏ, đã gọi cuộc hiện ra của vị Thánh là một sự kiện đặc biệt. Simon đã có thị kiến về Thánh Anton và Thánh Anton đã cho anh ta một số thông điệp. Cha Zaniak nói với EWTN News Nightly vào ngày 11 tháng 6. Một trong số đó là yêu cầu xây dựng một ngôi đền trên một ngọn đồi gần đó. Ngài nói thêm, một trong những lời hứa của Thánh Anton là bất cứ ai đến nơi này, tức là nơi Ngài đã xuất hiện gần nguồn nước, rửa sạch vết thương của mình hoặc uống nước này với đức tin sẽ được ban cho các ân sủng. Tin tức về viễn cảnh này lan truyền khắp Ba Lan và ngay sau đó, các nhà xây dựng đã xây dựng đền thờ Thánh Anton bên cạnh hồ nước gần đó. Ngôi đền sau đó đã thu hút sự chú ý của Vatican. Vào năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã nâng ngôi thánh đường lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Đó là lần hiện ra đầu tiên được xác nhận của Thánh Anton trên thế giới. Cha Theophil Zaniak nói, cha cho biết thêm, ngày nay bạn có thể nhìn thấy ngôi đền tuyệt đẹp được trang trí bởi một bức ảnh của Thánh Anton. Ngôi đền được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo đầy màu sắc và được dát vàng. Khi những người hành hương đến thăm ngôi nhà thờ xinh đẹp này, họ nhận được những ân sủng nhờ sự chuyển cầu của Thánh Anton. Họ tụ tập cách đặc biệt vào ngày lễ kính thánh nhân khi các tín hữu tham gia vào cuộc rước thánh thể với tượng Thánh Anton. Chúng tôi xin mời mọi người hành hương, tất cả những ai cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Anton, một vị thánh cao cả trên trời, hãy đến thăm viếng. Cha Zaniak kết luận, đến và cầu nguyện, hãy đến và trở thành một trong những người hành hương tại thánh địa này.